Anh em nào muốn làm giàu lên ngay Saver88.me, hệ thống chẵn lẻ Momo tự động 24/7, nhiều mini game trả thưởng cực cao. Đường link mình ghi dưới phần mô tả nha. Dâu và con sâu, chào năm sau anh em quay trở lại cùng với em Minzy chính hãng server US. Rất vui gặp lại anh em trong series bình luận VKL Server. Mấy ngày vừa rồi bận bịu với lành quành quá anh em ạ, nên là cháu thời gian chơi. Thì đâm ra tuần này lại không đủ KPI rồi, không đủ 3 clip một ngày rồi đúng không? Mà chúng ta đến với chế độ card selection của server US. Cũng đến với đối thủ đầu tiên nào, quên mẹ mất đau bụng quá anh em ạ. Ôi giời ôi, The World Dior à? Vâng, đến từ server 47. Đáng định đi mày đi vệ sinh cái mà thằng này nó lại chọc gặp ngay thằng The World Dior đây thì hỏng rồi. Lại gặp fan của Zozo rồi. Rồi đại đế chứ nhỉ, mày quá. Robot à, Mizu à. À, bên này update robot được kìa, kinh nhỏ. Bên này update robot được cơ. Ảo đấy. Mày robot à, đúng rồi, thằng robot là mod sĩ mới nhất ở server US này anh em nhé. Dior với chúng tôi à, Dior quýt sớm đấy, nhìn lại đấy Dior quýt luôn à. VN Sang đến từ server 104, trận đấu số 2. Lần này Takuma thật rồi, không phải là mạo danh quýt nữa, trèo đầu dê bán thịt chó nữa anh em. Mayli. Tiếp theo chúng ta có dốc hố quất, vậy là thêm thực chất 15 nữa. Angle. Kèo này vẫn dùng dốc thôi các bạn. Angle vào sau, dốc vào trước hợp lý hơn, đúng không? Dốc vào trước này chừng có vẻ là hợp lý hơn. Vậy là sẽ có đến 4 thực chất 15. Init. Vãi. Ờ, à, robot đây rồi. Ôi ôi, thế thì angle vào sớm là đẹp quá anh em ạ. Thế này thì vật cho thằng là gì nhỏ. Đấy, robot luôn, trải nghiệm luôn. Robot 14. Võ sĩ mới nhất xuất hiện ở server kia. Chúng thắng đâu nhỉ? Ờ, hay. Tại sao thì nó lại choáng qua đằng sau nhỉ? Bái bíp nhỉ, choáng đằng sau à? Cái này thì nó không dám để init đầu đấy các bạn nhé. Để init đầu mình đập cho lồi zom ra. Nó giết được ai đâu. Mày, đi o với chúng tôi à? Đi o với chúng tôi à? Chết Athena nhá. Chết Athena nhá. Này thì init với chúng tôi ạ. Hết mạng cho em. Init không được mạng không giải quyết được vấn đề gì, anh em hiểu không? Mẹ mày cứ mang vào đây. Không mạng luôn đến từ vị trí của init. Không có giết được ai đâu. Rồi nha, không có giết được ai ở đây cả. Nhà mày cứ truy kích mày chả giết được ai ở chỗ này hết. Mày có truy kích thì mày cũng không giết được ai xuống này hết. Này thì init với chúng tôi à. Đấy, vậy rồi robot nó vẫn phải kết hợp với con đả nó chất lượng anh em ạ, đúng không? Viên sang à, sự khác biệt đấy anh ạ, nó sẽ khác biệt đấy. Chúng ta cùng đến game đấu số 3 nào. Ui, game đấu số 3, Johnny của server 41 sẽ đối thủ tiếp theo và gì chính hãng sẽ phải đối đầu. Hinato đối đầu với King. Vâng, chúng ta lựa chọn Hinato. Tiếp theo tất nhiên rồi, Angle, cú vật chất lượng. Athena 2020 UM,
võ sĩ cuối cùng của chúng ta. Đây, đây mới là Ibis không ai UM này. Bên kia Perry à, thì là quan trọng là Init không ai UM, kèo này lại không gặp phải đối nó nặng quá anh em ạ. Chủ động lên xem nào. Ba mạng đủ chơi rồi. Thôi lấy thêm mạng nữa thôi. Vừa chơi đi nha. 4 mạng nó đủ cho chơi đi nha, đúng không? 4 mạng nó chắc. 2 mạng đầu, thêm 2 mạng bonus nữa, 4 mạng nó chắc. Mình bạn này chắc chắn quá, nhảm luôn. Đây mình bạn này quá chắc chắn rồi. Đám Silent Unit lại. Đấy, mẹ nói đám Silent Unit nhà mình lại. Láo nhè. Mày láo nhè Terry nhè. Chưa hết hơi à? À vẫn sống. Ngắc ngoại này. Này thì ngắc ngoại này. Johnny cũng phải quit thôi anh em ạ. Ba ván đánh rất nhanh. Đâu đó chỉ có 6 phút thôi. Mỗi ván chỉ 2 phút đến đây mình thì chính hãng rồi. Chúng ta cùng đến với game đấu số 4 nào. DV Covid-19. Vâng, diễn viên Covid-19. Đến từ server bao nhiêu đó. Clark. Tiếp theo chúng ta có Nam Led, Ca Phẩy hay là Kukari nhỉ? Những Ca Phẩy nhiệt hơn nha nhé. Vẫn là Ca Phẩy, nhưng chỉ có vẻ nhiệt hơn. Chúng tôi thì chẳng xấu mặt nào. Tạm thời xử với thằng ngã. Mày quá, cao 2 con kia. Cao 2 con kia, đáy con quẩy nhỉ. Các hai con kia thì đái ra quần. Ô, đẩy một thằng, giết một thằng. Ô, tập lý. Ô, tập lý chứ nhỉ. Ô, đây là hợp lý chứ nhỉ. Easy Covid-19 à, diễn viên à. Đúng diễn viên rồi. Diễn viên Covid-19 rồi. Ôi trời ơi, mẹ bốt không, mẹ tranh vắng thật sự luôn. Clip rất ảo. Nhưng chiến thắng rất nhanh chóng đến từ MVG chính hãng, đến bản thân mình cũng rất bất ngờ. Tottenham đến từ server 64. Bản thân mình cũng đang cảm giác bất ngờ đây khi mà đối thủ toàn quyết giữa chừng thôi. Không đối thủ nào trụ lại đến những giây phút cuối cùng cả. Tottenham Hopper đến từ giải Super League Alien. Sẽ đối đầu với em Man City. Đây à, lại một đôi phú lạ đấy cả. Một đôi phú lạ đấy cả. Cà phẩy vừa. Chiến
là chúng ta phải cố gắng cho lắm. Chính là chúng ta phải nghe vẻ cố gắng cho lắm. La với ca phẩy nghe có vẻ không ổn cho lắm nhỉ. Ca phẩy không ổn thế nào hết. La với ca phẩy top ten hàm. もうだ。やばいね。満足したか。これからは逃げられるぜ。レッツ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 。レ
Chịu nhè. Này có nhà lốc quả được ấy. Bắt buộc nội tại rồi nha. Chiến người. Nội tại đó. Hay quá nhỉ. Hay quá nhỉ. Lại một ông nữa quýt khi mà trận đấu nó còn chưa kết thúc cơ anh em ạ. 5-0 dành cho mình thì chính hãng rồi. Lâu lâu quay trở lại xem ở UBS cái lại bán hành luôn được. Đáng sợ nha. Cùng đến với game đấu số 6 này anh em này. Game đấu cuối cùng trong clip này chúng ta cùng chờ đợi xem. Đó là Arubi đến từ xem 25. Rất bịt bợm đến từ MBG. Lâu lâu không chơi cái đánh hay hơn hẳn. Nhờ đối thủ toàn quýt thôi. Lâu lâu không chơi đối thủ toàn quýt thôi anh em ạ. Angle được bật cho mình. Angle mid có đứng hay không? Úi dồi, ô, Angle nó mai đi chịu rồi các bạn. Angle ai chịu rồi. Angle với mai chịu hẳn rồi. Ngồi mai thì chịu hẳn rồi. I love you. Do this cup. Ngồi mai thì chịu hẳn rồi. Ai con này nó vật cho thì bay mấy cái nội tại nhỉ? Rồi, khối linh siêu. Ồ, anh ngồi mức độ lên rồi. Anh ngồi mai tôi chịu hẳn rồi anh em. Come on.
Rồi mai thì chịu hẳn rồi. Kinh quá. Mãi biết mà. Đánh tắc thở luôn này nhỉ. Không thấy ngày trở về luôn. Mai đánh cho tắc thở rồi nha. Hai con đam to những mắt vạ cũng chống được. Vất vả thật đấy nhỉ. Tắc thở quá. Chú làm anh tắc thở quá. Để làm gì nhỉ? Chưa lấy được nội tại con nào. Chưa lấy được nội tại con nào nhỉ? Chưa lấy được cái nội tại con nào hết. Đây là đồ nó vật rồi. Kinh dị thật. Ok, clip này mình cũng xin phép tạm dừng lại đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Đừng quên nhấn like, subscribe, ủng hộ cho em Minh Di như xem là PK XM nhá. Và đây là em Minh Di chính hãng đến từ xem ở UBS. Và Surrender rồi, mình sẽ quit trước khi nó thăng phập mình. Với 5 chiến thắng cũng là một điều tuyệt vời đến với clip này rồi. Đừng quên 3 khung giờ ngày, 11h, 15h và 19h. Nhớ theo dõi cả kênh Đồng Hồi YouTube ủng hộ dành cho em Minh Di nhá. Cảm ơn anh em, và bây giờ thì bye bye.